Bạch Thế Tôn, có phải ngay chơn như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của sắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải lìa chơn như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, của sắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện? Bạch Thế Tôn, có phải ngay chơn như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của thọ tưởng hành thức, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chơn như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của thọ tưởng hành thức, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chơn như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của nhãn xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chơn như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của nhãn xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chơn như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chơn như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chơn như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của sắc xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chơn như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của sắc xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chơn như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ của thanh hương vị xúc pháp xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chơn như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của thanh hương vị xúc pháp xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chơn như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của nhãn giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chơn như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì của nhãn giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện.